giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Quang Lê lần đầu khoe biệt thự giác vàng triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp. Quang Lê là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất trong dòng nhạc dân ca trữ tình. Giọng ca đập vỡ cây đàn luôn thuộc top những ca sĩ có cách xây cao nhất trong làng giải trí. Anh đảm nhận vai trò giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc và được mời tham gia biểu diễn tại các sân khấu lớn trong và ngoài nước. Sau nhiều năm hoạt động showbiz, Quang Lê sở hữu gói tài sản kết xù khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài xe hợp hạng sang, đồ hàng hiệu đắt tiền, nam ca sĩ còn có nhiều bất động sản ở Việt Nam và Mỹ. Nếu như ở Mỹ, Quang Lê có một biệt thự sân vườn, thì ở quê hương anh cũng sở hữu một biệt thự và chung cư. Trong đó, căn biệt thự tại quận Tân Bình, lộng lẫy như cung điện được chú ý hơn cả. Đây là nơi nghỉ ngơi của nam ca sĩ khi về hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Dịp Giáng sinh này, các nghệ sĩ đều trang hoàng biệt thự vô cùng lung linh. Ca sĩ Quang Lê cũng không phải ngoại lệ. Căn biệt thự được Quang Lê trang hoàng như một cung điện với tông màu hoàng kim chủ đạo. Nam ca sĩ trang trí một cây thông lớn ở giữa phòng khách. Cả căn phòng lung linh lộng lẫy nhờ giác vàng. Không gian phòng khách của Quang Lê rất gọn gàng, ngăn nắp. Ngoài ra, giọng ca sinh năm 1979 còn sở hữu một căn hộ trên tầng 33 của một chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ rộng 90m², thiết kế sang trọng. Mới đây, nam ca sĩ rao bán cơ ngơi này với giá 3,6 tỷ đồng do không có nhu cầu sử dụng. Hoạt động chủ yếu ở sân khấu hải ngoại, Quang Lê cũng đã tích góp tạo cho mình một biệt thự sân vườn rộng rãi tại xứ cờ hoa. Điểm nổi bật của cơ ngơi này nằm ở khoảng sân vườn rộng với nhiều cây cối. Bên ngoài căn nhà khá đơn giản, song nội thất bên trong lại khá hoành tráng, sang trọng. Không ít khán giả cho rằng giá trị của căn biệt thự này không hề nhỏ. Bên cạnh đó, Quang Lê cũng sở hữu xe hợp khủng trị giá 6 tỷ đồng với thiết kế sang trọng. Hồi tháng 6 năm 2015, chiếc xe của nam ca sĩ gặp tai nạn trên đường đèo từ thành phố Lào Cai đi thị trấn Sapa. Sự việc khiến xe hợp của Quang Lê bị mất phần đuôi xe. Anh cũng khá chịu chi khi sở hữu cho mình những món hàng hiệu đắt tiền. Trong đó, nam ca sĩ có sở thích sưu tập những chiếc đồng hồ hiệu có giá trên trời. Hồi tháng 4 năm 2019, Quang Lê tận thưởng cho mình chiếc đồng hồ đính kim cương sang trọng. Được biết, đồng hồ thuộc dòng thương hiệu Hublot có giá dao động từ khoảng 600 đến 800 triệu đồng. Nhiều người ngưỡng mộ trước độ giàu có của nam ca sĩ hải ngoại. Quang Lê cũng không ngại chi tiền cho các dự án âm nhạc của mình. Những live show của giọng ca Sầu Tím Thiệp Hồng luôn nhận được sự quan tâm. Hồi thực hiện Hát Trên Quê Hương năm, nam ca sĩ quyết định bán chiếc nhẫn kim cương có giá hơn 2 tỷ đồng để lấy kinh phí làm live show. Song không ít khán giả cho rằng đây là cách anh gây chú ý PR cho dự án mới. Chính độ nổi tiếng và giàu có của Quang Lê khiến nhiều người không khỏi thắc mắc về cách xây khủng của anh. Trả lời báo giới, anh thẳng thắn tiết lộ cách xây của anh tại hải ngoại vào khoảng 6.000 đô. Thị trường ở hải ngoại cạnh tranh rất cao. Ngày xưa cách xe của tôi cũng chỉ 3-4 ngàn đô. Thời gian sau này tôi hay về Việt Nam nên cách xe ở Mỹ phải tăng vì mình còn bay đi, bay về rất tốn kém, anh cho biết. Quang Lê chia sẻ khi trở về nước vào năm 2010, anh đã ấp ủ ý định thực hiện những chuyến đi từ thiện xuyên Việt bằng số tiền cách xe đi hát ở các phòng trà. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.